Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra, đồng thời xin chia sẻ với những đau thương mất mát to lớn của gia đình, các chiến sĩ công an, cán bộ, người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp, hỗ trợ với các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương. Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với truyền thống yêu nước, đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân, các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Trước đó, vào sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu. Trong đó, có khu vực làm việc công an xã thuộc huyện Cư Quyên, làm chết và bị thương một số chiến sĩ công an, cán bộ xã và người dân. Theo Bộ Công an, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 27 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 6 liệt sĩ trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an. Theo đó, trong 6 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công, có 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm 1. Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán, xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cũng trong chiều 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ tấn công vào Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quyên, Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc. Rạng sáng 11 tháng 6, nhóm đối tượng được trang bị súng, dao đã tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến một số đồng chí công an xã, cán bộ xã hy sinh bị thương.
Đây là vụ việc có tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng, hành vi man rợ của chúng khiến xã hội căm phẫn. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo huyện Cư Quyên cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ, tổ chức chốt chặn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu quan trọng của địa phương và truy bắt đối tượng liên quan, đồng thời báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk và chỉ đạo của các đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng chức năng được tăng cường tổ chức truy bắt nhanh chóng đối tượng. 4 giờ ngày 11 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc trên, nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngay sau đó, các địa phương trong huyện đã triển khai lực lượng quyết liệt vào cuộc, cùng lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt đối tượng. 4 giờ ngày 11 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc trên, nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngay sau đó, các địa phương trong huyện đã triển khai lực lượng quyết liệt vào cuộc, cùng lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt đối tượng. Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Quyên, ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, chính quyền địa phương đã có những phản ứng nhanh, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ để ứng phó, ngăn chặn nhóm đối tượng có hành động tiếp theo, đồng thời bảo đảm kiểm soát tình hình an ninh trật tự sau khi xảy ra vụ việc. Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Quyên, trước sự việc nghiêm trọng, bên cạnh triển khai lực lượng bảo đảm tình hình an ninh trật tự, chính quyền đã thông báo kịp thời giúp nhân dân nắm bắt thông tin, động viên người dân nên không hoang mang mà thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đến nay, với số đối tượng bị bắt, người dân hoàn toàn an tâm, tin tưởng vào chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân cơ bản trở lại bình thường. Thời gian tới, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp các nạn nhân, gia đình nạn nhân sớm ổn định đời sống. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác vận động tuyên truyền, thông tin đến người dân để nhân dân yên tâm sinh sống. Vụ dùng súng tấn công ở huyện Cư Quyên khiến một số công an xã, cán bộ xã, người dân bị thương tử vong, hy sinh là mất mát to lớn đối với chính quyền và nhân dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, các lực lượng chức năng đã kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong lo hậu sự, đồng thời nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời. Thông tin ghi nhận bởi Thông tấn xã Việt Nam. Chiều tối ngày 12 tháng 6, các lực lượng đang khẩn trương truy lùng để bắt giữ các đối tượng nguy hiểm còn lại trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 11 tháng 6 tại địa bàn hai xã gồm Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, lực lượng chủ công trong cuộc truy bắt này gồm Cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 Bộ Quốc phòng. Lực lượng này được trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ để truy lùng nhóm đối tượng nguy hiểm. Ngoài ra, còn có nhiều lực lượng được huy động để làm những nhiệm vụ khác xung quanh hiện trường tại địa bàn huyện Cư Quyên. Cụ thể, 4 cán bộ công an xã hy sinh gồm đồng chí Hoàng Trung vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá, đồng chí Nguyễn Đăng Nhân vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy, đồng chí Trần Quốc Thắng vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá và đồng chí Hà Tuấn Anh vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy. 2 cán bộ xã thiệt mạng gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Cơ Tu. 3 người dân cũng thiệt mạng trong vụ việc gồm Lê Minh Vương, ngụ thôn 12 xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, Hoàng Minh Khánh, ngụ thôn 11 xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên và Lê Xuân Hoàng, tổ dân phố 8 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. 2 cán bộ công an bị thương là Thượng úy Đàm Đình Đốt, Phó trưởng Công an xã Ea Cơ Tu, Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các lãnh đạo, ban ngành đoàn thể từ trung ương đến địa phương đã đến thăm hỏi động viên chia buồn đối với gia đình cán bộ công an, cán bộ chính quyền và người dân đã hy sinh thiệt mạng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.